Nhằm đánh giá kết quả sau 5 năm thực thi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, từ đó trao đổi và tìm kiếm những giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả hiệp định, tăng cường kết nối kinh tế thương mại với các đối tác châu Mỹ. Tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo CPTPP tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với các đối tác châu Mỹ. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với châu Mỹ đã không ngừng phát triển trong những năm gần đây. Sau 5 năm kể từ khi có hiệu lực vào tháng 1 năm 2019, CPTPP đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại của Việt Nam với các thị trường khu vực châu Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sang các thị trường CPTPP, khu vực châu Mỹ đã tăng 56,3% từ 8,7 tỷ đô la Mỹ năm 2018 lên đến 13,6 tỷ đô la Mỹ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường này tăng gần gấp đôi từ 6,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018 lên 11,7 tỷ đô la Mỹ năm 2023. Bên cạnh những con số ấn tượng, việc tham gia CPTPP đã thúc đẩy Việt Nam cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch hơn. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp vận hành chuyên nghiệp hơn mà còn góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam, thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài. Các chuyên gia, diễn giả tham gia hội thảo cũng đã chia sẻ nhiều thông tin, thảo luận, tìm giải pháp giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và châu Mỹ xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả các doanh nghiệp có thể nắm bắt thông tin thị trường tìm kiếm các giải pháp logistics mới hiệu quả và tăng khả năng tận dụng các ưu đãi thuế quan trong cptpp tăng cường kết nối để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhất là của các nước thành viên cptpp